Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với phần dự thi của thí sinh mang số báo danh 644 Dương Thị Thùy Dương. Xin được mời ạ. Dạ, lần đầu tiên em xin chào ban giám khảo và các bạn có mặt ngày hôm nay. Em tên Thùy Dương, đến từ Sóc Trăng. Số báo danh của em là 644. Hôm nay em xin trình bày ca khúc Gõ Cửa của sáng tác của Mạnh Quỳnh. Tình đêm xin, nếu
tôi tin rằng người ấy thương, vui lòng cho kẻ phong sương, dân thân miền súng đạn xa tôi tin rằng người ấy thương, vui lòng cho kẻ phong sương, dân thân xin được cảm ơn phần dự thi. Alo, của... em đứng đấy đi. À, cái đầu tiên tôi rất thích bạn là sao bạn rất mộc mạc đến đi đi thi hát mà bạn không phấn son gì cả, rất mộc mạc. Tôi rất là thích cái sự mộc mạc này, nhưng mà về cái hát của bạn ấy thì không biết bạn tập bài này lâu chưa, nhưng mà cái nhịp ấy thì nó cũng không hẳn là nó sai, nhưng mà nó cứ bị lệch một chút nhịp. Dạ. Vào cái phách của nó đấy. Em chỉ mới tập đây á. Đấy đấy, nó chưa, bạn đang cố nhớ lời hay sao, hoặc là bạn nhớ cái nhịp ấy, và nó bị trượt nhịp đi. Cái beat này hình là của bạn, bạn Sao Huỳnh đúng không? Dạ. Cái beat này của ca sĩ Sao Huỳnh đúng không? Dạ đúng. Ừ, đúng rồi. Cho nên bạn cái câu đầu tiên của Huỳnh đổ á, thì là các bạn cứ học theo cái đấy. Và cái beat này rất là nhịp nó bị lệch, nghe nó bị lệch nhịp đi. Không tập kỹ hát nhịp, bạn sẽ có giọng đó. Còn phần nói lại, nhận xét thêm thì Hiền nhận xét bạn này đi. Em bị về vấn đề nhịp sẽ là nặng đấy. Yeah. Nếu mình không chỉnh nó ngay, sẽ trở thành một cái thói quen. Một cái thói quen hát cứ bị trượt về phía sau ấy em. Em trượt về phía sau. Yeah. Câu nào cũng bị như vậy. Không phải là sai nhịp nhé. Không phải sai nhịp. Mà đây là bị trượt. Nó cứ bị trượt ra đằng sau. Yeah. Như vậy là sao nhỉ? Như vậy là nó sẽ bị sai với hòa thanh. Yeah. Hòa thanh người ta đang đón mình nó ở cái chỗ này. Nếu em muốn lơi, em chỉ lơi một chữ thôi nó mới hay. Yeah. Chứ em lơi qua là hòa thanh đi sang một cái khác rồi. Đấy, cái này nó rất quan trọng. Nếu mình không để ý, mình cho nó là bình thường thì sẽ trở thành một thói quen không hay. Yeah, yeah. À, thế tại sao mà lại đi chọn một cái beat mà mình lại không quen với nó? Đấy, tại sao lại làm khó mình thế? Em cứ hát cái gì hay thì em hát. Yeah. Cái gì quen thuộc thì hát. Hoặc nhiều khi á, không cần phải beat đâu. Cái yeah. beat thì là nó bổ trợ cho mình. Nhưng mà chúng tôi thật sự cần nghe một cái giọng rất thật của các em. Đấy. Thế thôi nhá. Nếu như mà lần sau em có điều kiện, có cơ hội để em biểu diễn với các bạn khác, biểu diễn với khán giả, phải tập và phải nhớ rằng mình có một thói quen mình bị trượt. Tất cả các câu nó đi ra đằng sau. Em phải chặt trước đã. Trước hết mình phải hát cho nó chặt. Rồi dạ, sau okay. đó mình mới lơi. Dạ, em cảm ơn ban giám khảo. Xin được cảm ơn những phần chia sẻ đến từ quý ban giám khảo ạ. Vừa rồi thì chúng ta đã được đến với phần dự thi của thí sinh mang số báo danh 644 Dương Thị Thùy Dương.